chào quý chị đã đến với kênh của Sài Gòn Đo. Anh chị nào mà đang cần một bồ cửa thật là đẹp, thật là hoành tráng để lắp cho ngôi nhà của mình, hoặc là muốn thay thế một bồ cửa mới thì hãy liên hệ ngay qua số hotline 0818 400 400 để mà em hỗ trợ báo giá tốt nhất cho quý anh chị nha. Còn ngay sau lưng em đây là một showroom đầu tiên của Bình Dương, và dự kiến sắp tới sẽ có rất là nhiều chi nhánh ở quận huyện khác để cho quý anh chị đến tham khảo mẫu mã tiện hơn, được chưa? Và ngay bên trong đây á, là có trưng bày rất là nhiều sản phẩm đẹp và lạ. Thì một lát nữa em sẽ đi vào trong mà em giới thiệu từng mẫu mã cũng như là chất liệu cho quý anh chị cùng xem ha. Thì ở bên trong đây á, là có những cái mẫu mà tương tự, nói chung là cũng xem như mẫu ở quận 12 thôi, nhưng mà nó sẽ cái chất liệu với lại là cái nếu mà để ý một xíu thì nó sẽ khác ha. Đây, trong đây. Đầu tiên đây là cửa nhựa Đài Loan, thì đây á, là hai cái khung mà sắp tới sẽ có lắp thêm cửa cho khách hàng đến xem thêm á. Thì bên em vẫn có catalog để cho khách hàng đến xem nha. Thì ở đây là những cái mẫu trưng bày thực tế. Đây là mẫu cửa nhựa Đài Loan. Bên em là bán dạng ghép thanh ha. Cách âm rất là tốt. Đây, gõ vô nó êm nè, thấy không? Khách nhận biết nó ghép thanh á. Đây. Đó. Nhưng mà anh chị đến xem mẫu thực tế á, thì sẽ biết được. Những cái mẫu ghép thanh như thế này á, là bên em á, là sẽ có rất là nhiều cái mẫu mã đa dạng với lại là màu sắc khác nhau nha. Đây là một trong những cái màu sắc gọi là best seller đó. Đó, thì anh chị nào mà thích cái sự sang trọng mình có thể là chọn qua cái mẫu Đài Loan ghép thanh này ha. Thì giá thành của chúng á, là em nhớ là khoảng 2 triệu cho đến, dao động từ 2 triệu cho đến 4 triệu. Ok chưa? Rồi, kế bên đây á, là cửa nhựa composite có ô fix. Đây là composite đơn sắt ha. Đơn sắt thì giá của chúng là 4 triệu 2. 4 triệu 2 chưa bao gồm ô fix nha. Thì cái này tùy theo cái ô tường mà bên em sẽ báo giá chính xác nhất cho quý anh chị, được chưa ạ? Rồi, bên đây là cũng có cửa nhựa composite office vòm. Đó, những cái mẫu office vòm như thế này nè, thích hợp cho lắp phòng ngủ, nhìn rất là sang ha. Ở đây là kết hợp là cái đường chỉ nhôm nè. Và cái màu sắc ở đây cũng là best seller. Cửa nhựa composite thì chống nước, chống mối mọt, chống ẩm, chống va đập tốt, chống co ngót, công vên rất là nhiều. Nhưng mà giá thành của chúng á gọi là rất là ok ha. Đây, cửa MDF laminate. Thì đây là cái chất liệu đầu tiên mà trong tất cả các showroom có lắp ha. Thường á là sẽ có lắp MDF melamine, còn ở đây là lắp MDF laminate. Thì hai cái dòng này nó khác nhau cái là nó phải thuộc vào, nó còn tùy là dòng nữa. Có dòng á là vân gỗ, cái giá vân gỗ nó sẽ khác, còn cái giá sơn nó sẽ khác, được chưa? Còn anh chị nào á mà muốn biết chi tiết nó khác nhau chỗ nào thì hãy liên hệ ngay với bên em, được chưa ạ? Rồi, ở bên đây là cửa nhựa. Đa số sẽ là cửa nhựa giả gỗ nhiều hơn. Tại vì nhựa giả gỗ hiện tại là trong những năm vừa rồi cũng như là những năm sắp tới sẽ dự kiến là rất là viral đó. Rồi, ở bên đây, đây là cái màu sắc khá là lạ ha. Ở dưới showroom Biên Hòa cũng có cái một mẫu cửa có màu sắc như thế này, nhưng mà làm dạng là phào nổi. Còn cái này á, là phào âm. Nó hơi nông vô một xíu. Những cái mẫu cửa như thế này á, thì ai mà thích cái sự độc lạ mình có thể là chọn qua cái màu sắc này. Còn không á, mình có thể thay thế những cái màu là đen, trắng, hồng, vàng hay là những cái màu đơn sắc á, thì anh chị có thể là chọn màu nào cũng được. Nó đơn sắc á, thì muốn nó thiết kế của nó có điểm nhấn hơn á, thì có thể là làm những cái hoa văn như thế này ha. Còn không á, mình đi những cái đường chỉ nhôm. Rồi đây nè, giống như chỉ nhôm như mẫu đây nè. Đó, màu sắc ở đây á là rất là đẹp. Những màu như là giả vân gỗ gì đó. Thì cái này là cửa nhựa gỗ chống ẩm. Chống ẩm, chống mối mọt. Ở đây là khóa phân thể. Đó. Những cái bộ, mỗi cái một bộ cửa là sẽ có những cái bộ phụ kiện khác nhau ha. Anh chị mà muốn thay thế phụ kiện hay là muốn thay thế bản lề cho nó chắc chắn hơn á, thì có thể là liên hệ ngay với nhân viên tư vấn của bên em, thì bên em vẫn hỗ trợ luôn. Còn những cái mẫu, còn những cái phụ kiện như là những cái bản lề cánh bướm với lại là những cái mẫu ổ khóa như thế này á, là bên em lắp trưng bày cho khách xem thôi. Với lại là những cái mẫu mà những cái bản lề như thế này nè, thường là cũng sẽ đi lắp ở công trình luôn. Hiện tại là sắp tới là em sẽ giới thiệu cho quý anh chị thêm là một số cái mẫu mã bản lề nè, một số cái ổ khóa, với lại là những cái ổ khóa biệt thự á. Đây là cửa Hàn Quốc. Cách nhận biết cửa Hàn Quốc á dễ lắm. Đây, em chỉ cho xem. Không cần mà phải gõ ra gõ vô tốn thời gian. Đây, nhìn đây, có là cửa nhựa Hàn Quốc, được chưa? Cửa nhựa Hàn Quốc á, thì để em kiếm coi cái mẫu nó có cái mẫu mặt cắt ở đây cho quý chị xem không? Từ để xíu nha. Sẵn đây á, là em giới thiệu cái mặt cắt của nó luôn ha. Đó, có, được chưa? Rồi, thì cửa Hàn Quốc á, bên ngoài của chúng á, là nó có phủ một cái lớp phong gỗ nè. Còn ở dưới đây, ở đây là nhựa PVC, thì mình có thể là khoan giúp cho cái mình khoan vô á, nó dễ dãn nở hơn.
Ở đây là những cái lớp gỗ. Những cái lớp gỗ rồi ở đây. Phía trong đây nè, nó sẽ có cái lớp nhựa. Những cái lớp nhựa như thế này á là có chống cháy nha. Còn ở giữa là sẽ có những cái lớp giấy tổ ong để cho nó chèn những cái lỗ hở lại đó. Và nó sẽ có cách âm rất là tốt. Về của nhựa Hàn Quốc, cái giá thành của chúng á, thì em sẽ báo theo bộ, cho nên á, anh chị nào á, mà muốn cái giá tốt nhất á, thì liên hệ ngay với bên em. Tại vì là Sài Gòn đó luôn báo giá tốt nhất cho quý anh chị và cũng không lo về giá nữa, được chưa? Rồi ở đây á, là cửa gỗ carbon. Thì cửa gỗ carbon á, đây là cái màu khác so với tất cả các showroom mà em quay. Cái màu này là cái màu hơi sáng hơn một xíu ha. Cửa gỗ carbon á, thì nó chỉ có những cái màu vân gỗ như thế này đó. Nhưng mà nó sẽ có sáng hơn, sẵn hơn. Và nó chỉ có vân gỗ, dạng vân gỗ như thế này thôi ha. Đây là cửa gỗ cao cấp đó. Những cái ổ khóa như này là khóa inox, sử dụng rất là bền, chống rỉ sét. Một bộ cửa như thế này là giá khoảng 5 triệu nha mọi người. Nó sẽ có bản lề, ổ khóa, nẹp đồ đi kèm hết luôn. Còn bên đây là thép vân gỗ, dành cho ai thích cái sự mà chống nước, chống mối một đồ á, nhưng mà vẫn thích vân gỗ thì có thể chọn qua cửa thép vân gỗ ha. Hoặc là cửa nhựa vân gỗ cũng được, hoặc là cửa thép vân gỗ. Thép vân gỗ thì ấy như thế đó. Thép vân gỗ thì bên em có một cánh, hai cánh, bốn cánh. Cửa bốn cánh mà lắp cho thép vân gỗ thì nó rất là sang nha. Thì anh chị nào mà muốn xem thêm mẫu cửa mà dạng bốn cánh á, thì em sẽ để ở phía cuối video cho quý anh chị cùng xem luôn. Còn ở đây á, là em chỉ có đơn sắt như thế, một cánh đơn như thế này thôi. Thép vân gỗ á, thì em phải báo giá theo mét vuông, tùy theo cái ô tường mà em sẽ báo giá mét vuông cho quý anh chị nha, được chưa? Rồi ở đây á, là những cái sản phẩm chuẩn bị gói mà giao đi cho khách hàng. Nói chung á, là do là đây là showroom đầu tiên của ở Bình Dương, cho nên là về những cái sản phẩm mà giao cho khách hàng á, là sẽ giao trực tiếp tới nhà khách luôn, chứ không có để ở showroom. Nhiều khi chọc chọi khách đến á, thì nó cũng không có hay, đúng không ạ? Yes. Rồi thì anh chị nào á, mà muốn xem thêm mẫu mã cũng như là muốn báo giá tốt nhất á, thì hãy liên hệ ngay qua số hotline 0818 400 400, em sẽ báo giá tốt nhất cho quý anh chị. Còn anh chị nào mà đang có thắc mắc vấn đề gì á, thì hãy comment ở video bên dưới, em sẽ giải đáp những cái video cho quý anh chị nha. Bye.